Các bạn ơi, đây là rác nha, mình đã gom được về đây một đống này. Đấy, cơ bản là phía trên này là rác, thấy nhà có thể ổn, nó ổn rồi. Đấy, đây trên kia rất là nhiều rác, nhà khá là ổn rồi. Có cái đoạn dọc thác dưới kia, là từ trên này xuống hạ nguồn kia là rất nhiều rác, rác nằm dài rác khắp đường.